đứa nào giặt đồ trong máy giặt không chịu đi phơi. Có con Lizzy chứ không ai á. Lizzy! Dạ? Bước vô đây. Cái gì chị? Chết cha cá vàng, em lại bị não mất 3 giây rồi. Ủ bao nhiêu lâu rồi hả? Một tiếng. Một ngày. Cái gì? Em biết là em não cá vàng nên là tối hôm qua em đã bỏ vào máy giặt. Nhưng mà em lại quên mất nên là sáng mai ra em đưa đồ đi phơi để giết vi trùng này. Làm gì thì làm, ban công gió lớn, lấy kẹp mà kẹp vô. Lấy kẹp mà kẹp vô. Nghe chưa? Em nhớ rồi. Phơi đồ thôi mà, làm gì mà căng. Mà lúc nãy chị Nu nói cái gì vậy ta? Thôi, đi phơi đồ cái đã. Trời đất ơi. Trời đất ơi, đồ của mình. Cái con não cái vàng này. Trời ơi, đâu rồi ta? Chị, chị có thấy áo màu xanh đọt chuối của em ở đâu không? Áo nào? Thì cái áo màu xanh đọt chuối của em hay mặc đó. À, tao đang mặc nè. Ủa, chị nói gì vậy? Chị đang mặc áo màu trắng mà. Ủa, chứ mày hỏi cái áo nào? Thì cái áo thun màu xanh đọt chuối của em đó. Áo thun đọt chuối một đống nè, mày kiếm coi. Đứng lại. Cái gì nữa? Cái tật rút đồ tao chửi hoài không bỏ. Biết xếp đồ cực lắm không? Thì lát em về em xếp lại cho. Làm gì căng. Căng không? Mày chứ căng không? Lần cuối nghe chưa? La 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 la. Buồn quá. Ủa, đồ ăn đâu sao không dọn ra? Đồ ăn anh để trên bếp á, cho nóng. Đang đợi bà Lizzy ra ngoài chợ mua đồ về nấu rau. Mua con bó rau, dạy cũng hành. Tới bây giờ chưa về nữa. Bực mình ghê luôn. Về rồi hả? Mà rau đâu? Ủa, đâu? Thảo nào, lúc nãy em ra ngoài chợ nhưng mà em không nhớ là mua cái gì nên mới về nhà này. Ủa, điện thoại đâu sao không gọi? Điện thoại em để trên này. Tôi biết cái tính bà hay quên á, tôi ghi vô tờ giấy để cho cái giỏ đi chợ của bà rồi.
Ờ ha, quên ha. Tại sao lúc đấy lại không nhìn vào cái giỏ? Ủa cái giỏ? Ê, cái giỏ em lại quên để ngoài chợ rồi. Quên để ngoài chợ rồi. Làm sao đi tiệc mà để con Lizzy ở nhà đây? Lo ghê luôn á. Cứ như vậy hoài. Bữa nào nó quên tắt bếp như vậy là chạy nhà chết luôn á. Bữa nào nó nấu ăn á là bữa đó tôi đâu bao tử. Bao nhiêu bộ quần áo, xu trang, giày vớ của tôi thì bị cuốn theo chiều gió. Chắc phải ngồi lại nói chuyện nghiêm túc về nó quá. Ừ. Lizzy, tôi chỉ có chuyện muốn nói với em. Em biết là mọi người cảm thấy phiền phức vì hội chứng não cá vàng của em. Nhưng mà em đang sửa nên là mọi người đừng có buồn nhá. Tha thứ cho em. Còn đây là lời xin lỗi của em. Bà Lizzy này, không thể nào mà giận bà được luôn á. Hai bà dụ dỗ tôi ăn hiếp Lizzy. Thôi nói vậy rồi vô ăn luôn đi. Ủa, không đi ăn tiệc hả? Ăn đi được tính. Chà, đồ ăn nhiều dữ ta. Ăn cơm mọi người. Cơm đâu? Cơm đâu, cơm đâu, lấy cơm, lấy cơm. À, để em đi lấy cơm thôi. Ủa, cơm đâu? Chết cha cá vàng. Chết cha cá vàng. Em quên bật nút rồi cắm điện rồi. Ủa, sao hôm nay anh hẹn em sớm quá vậy? Tối nay anh phải chở mẹ anh đi thăm họ hàng rồi nên là mình đi sớm một xíu. Hôm nay là 14 tháng 3, mày râu với má vậy trời. Anh có quà tặng em này. Tặng em. Em cảm ơn. Wow. Nó dễ thương quá anh ha. Cái này nó là cái kẹp quần áo hả anh? Ừ, không, nó là cái kẹp tóc á. Ồ, vậy là vậy. Cặp tóc này á không phải đơn giản đâu nha, là đồ gia bảo của mẹ anh để lại. Thế à? Quý quá ta. Cái kẹp tóc này nó xinh xắn, nó nhỏ nhắn giống như em vậy đó. Đây, để anh cài cho hả. Mọi người ơi, mọi người thả tim cho Lily nha. Mọi người biết đây là gì không? Đây là quà Valentine trắng của người yêu Lily tặng đó. Gì? Ê, đây không phải là cái kẹp phơi đồ nha. Đây là cái kẹp tóc á. Nè, Lily kẹp thử cho coi nè. Dễ thương không? Mọi người thả tim nhiều nhiều nha. Làm gì vậy? Em đang live stream nè. Live stream? Ủa? Làm dạ gì đây? Vậy? Điều thì có thể tha thứ, nhưng cái thói lấy đồ của bạn cùng phòng là không thể nào chấp nhận được. Yêu nghiện như vậy không có ưa đâu á. Gì? Ai lấy đồ của bà? Cái kẹp này nè, người yêu tôi tặng kỷ niệm một tháng trời. Cái kẹp này người yêu tôi tặng? Đừng có mà xạo, cái kẹp này rõ ràng người yêu tôi tặng mà. Người yêu tôi tặng quà Valentine trắng, rõ ràng cái kẹp của tôi. Ủa, kẹp của tôi nè. Mới sáng sớm mà hai chị đã ồn ào vậy. Cái gì vậy? Ồ, là người yêu của hai chị cũng tặng cái kẹp giống như người yêu của em đúng không? Mốt đàn ông năm nay thích tặng kẹp nhỉ?
người yêu tôi nè. Dễ thương quá anh ha. Mẹ em thấy nó lạ lạ sao á. Cái kẹp phơi đồ hả anh? Không, kẹp tóc á. Kẹp tóc. Cái này á là đồ gia bảo của mẹ anh để lại á. Dạ hả? Nó nhỏ nhắn, xinh xắn, giống như em đó. Đúng không anh? Bốn cái kẹp phơi đồ. Are you ready? Chơi. Hello mọi người, mình là Nunu đây. Quay lại rồi đây. Hello mọi người, lại là Lily đây. Còn mình là Lizzy. Hôm nay Lily live stream này muốn nói cho mọi người biết, cái kẹp này nó không còn là cái kẹp tóc đáng yêu nữa, mà nó là cái kẹp phơi đồ đáng ghét. Mình cũng có cái kẹp nè mọi người. Mình nữa. Xin lỗi mọi người, mà cái người tặng kẹp cho mình á là một cái phường gian manh xảo trá, bắt cá hai tay, ba tay, bốn tay, nói chung là một chục tay. Nhờn da chai mặt, lừa dối chị em tụi tôi hả? Đồ đáng ghét. Đúng rồi đó mọi người ơi. Em chỉ là một cô sinh viên năm nhất, ngây thơ hồn nhiên, không biết gì hết á, không biết mùi đời, mà bị một tên sở cánh lừa gạt. Lát nữa mình sẽ đưa Facebook của hắn lên để cho mọi người xem. Còn bây giờ thì mày không chết trộm chết mày. Luôn bên nhau, luôn bên nhau khi vui. Chị em chúng ta không sợ đau, ta vẫn luôn bên nhau. Chị em chúng ta dẫu có nhìn lại sẽ thấy không sao, vì chính chúng mình cũng đã có thanh xuân. Mang lên cao quá không trung, don't be scared. We fly, có thêm luôn chung như chạy dốc. You are fine, nếu muốn dừng lại hành vi, mình cùng chung chỉ hướng. Dẫu có chuyện thì vẫn sẽ ngồi cạnh bên nhau.